Hoa giấy là loài hoa hữu sắc vô hương, nên được rất nhiều người ưa thích và trồng phổ biến ở nhiều nơi như công viên, vườn sân cảnh gia đình, đến các nơi công viên, nhà hàng, khách sạn. Khi cây lớn, cây mọc thành vàng, che mát cả một khoảng sân vườn nhà bạn. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể uống chúng thành những cổng hoa. Không gian sống của bạn cũng trở nên ấn tượng hơn, mới lạ hơn. Thoạt nhìn, chúng ta sẽ bị ấn tượng ngay bởi màu sắc rực rỡ của những cánh hoa giấy cực kỳ hấp dẫn. Xen lẫn với đó là màu xanh tươi của lá cây. Tất cả tạo nên một nét duyên dáng đặc biệt của loài cây này. Cũng bởi vậy, nó mang lại cho không gian sống của bạn một màu sắc cực kỳ quyến rũ. Không những có tác dụng làm trong lành không khí, tươi đẹp cảnh quan, hoa giấy còn mang trong mình ý nghĩa, sum vầy, hạnh phúc, bao bọc, chở che, giúp cho gia chủ luôn may mắn, hạnh phúc, phát tài, phát lộc. Ngoài ra, cây còn mang lại sự bình yên cho ngôi nhà và những thành viên sống trong ngôi nhà, hấp thu may mắn, tiền tài, phúc lộc cho gia đình. Đặc điểm nổi bật của cây hoa giấy ngũ sắc nằm ở chỗ nó dễ dàng sinh trưởng ở mọi vùng khí hậu và khả năng chịu hạn cực kỳ tốt. Bởi vậy, loài hoa này rất dễ trồng và dễ chăm sóc. Trong điều kiện nhiều nắng, hoa giấy ngũ sắc sẽ nở hoa cực kỳ nhiều. Do đó, nếu bạn muốn kích thích cho hoa nở, chỉ cần hạn chế tưới nước cho cây, cây sẽ ra hoa theo ý của chúng ta muốn. Vào mùa khô, cây cũng cần cung cấp đủ nước, cần tưới nước đẫm vào buổi sáng hoặc buổi chiều mát. Hoa giấy có nhiều màu khác nhau, phổ biến nhất là hoa màu hồng, đỏ, vàng và trắng. Cây hoa giấy trắng tạo nên vẻ đẹp thanh tao, lịch lãm cho ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, cây hoa giấy hợp với phong thủy của gia chủ sẽ mang lại may mắn và tài lộc.